Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Minh Phú nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu và một số phôi giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào Phú. À, chào anh Thái, chào cô chú anh chị đang ủng hộ kênh của anh Thái nha. Hôm nay có một số mặt hàng giao lưu phục vụ quý cô chú anh chị mình nha. Rồi, đầu tiên là em lên cây mã phôi, mã số 1 là em lên phôi trước nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của phôi này là 40, chiều cao là 50. Cái hoành của nó là 20 hoành. Dạ, cái sổ đế của nó là 30 cô chú anh chị ơi. Dạ, cái mã số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200k, bao phí ship bảo hành sống cho quý cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Cái mã số 2 cốt lắc ha. Dạ, một cốt lắc này về vô chim mâm rất là đẹp luôn. Dạ, cái này là một rễ nở hậu luôn quý cô chú, để đế một rễ nở hậu luôn nha. Chiều cao của cây là 85. Cái mã số 2 đó. Cái hoành của nó là 20. Sổ đế của nó là 30. Rồi, cái mã số 2 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250k, bao ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Rất là đẹp luôn nha, chia cành nó đều hết trơn với cô chú anh chị. Theo lên cái mã số 3. Lô này chia cành rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 60. Hoành của cây là 20 hoành. Sổ đế của cây là 30. Rồi, cái mã số 3 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Theo lên cái mã số 4 của cô chú anh chị. Đế rất là nở nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của phôi là 45. Cái hoành của phôi là 20 hoành. Sổ đế của phôi là 30. Cái mã số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 5. Chiều cao của phôi là 70. Cái hoành của phôi là 24 hoành. Sổ đế của phôi là 35. Rồi, cái mã số 5 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280k, bao ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 6 của cô chú anh chị. Chiều cao của phôi là 1m. Hoành vị trí này là 29 hoành. Sổ đế của phôi là 35. Rồi, cái mã số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 7. Chiều cao của phôi là 80. Hoành của phôi là 27 hoành. Sổ đế của phôi là 30. Rồi, cái mã số 8 này em xin giao lưu, lộn, cái mã số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 8. Chiều cao của phôi là 70. Cái hoành của phôi là 18 hoành. Sổ đế của phôi là 30. Rồi, cái mã số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình. Mã số 8 xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là số 8. Mã số 8. Mã số 8 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 180k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Lên cái mã số 10 với cô chú. Lầu cái mã số 9. Mã số 9 này em lên là một cái củ đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Củ đặc nở rất là tròn, rất là đẹp luôn. Giống như con voi ha. Dạ. Dáng hơi bay bay nha cô chú anh chị. Chiều cao của phôi là 70. Cái hoành của phôi là 30 hoành. Cái sổ đế của phôi là 35. Rồi, cái mã số 9 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 380k, bao ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Lùng lực ha. Dạ, lùng lực, rất là lực luôn ạ.
Mã số 10. Mã số 10. Cây này cốt cao anh chị em. Chiều cao của cây là 1m2. Cái hoành của cây là 24 hoành. Sổ đế của cây là 35. Rồi cái mã số 10 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500k, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Lên cái mã số 11 của cô chú anh chị. Cái này là hai màu, trắng tiết và tím lửa nha quý cô chú anh chị. Tím lửa màu mới quý anh chị. Yeah. Cái này có đỏ red visa nữa quý cô chú anh chị, ba màu quý cô chú anh chị. Cái này lên chi chít búp hết trơn rồi. Chiều cao của cây là 65. Tán rộng của cây là 40. Cái hoành của cây là 18 hoành. Rồi cái mã số 11 xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 12, cẩm thạch tím siêu hoa, cây đã vô dây thành phẩm rồi quý cô chú anh chị. Tai tán đều đầy đủ hết trơn rồi nha. Bông nụ có sẵn hết trơn rồi. Chiều cao của cây là 60. Tán rộng của cây là 60. Hoành của cây vị trí này là 12 hoành. Rồi, mã 12 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 13. Cây ba màu quý cô chú anh chị, đỏ red visa, tím lửa và trắng tiếp nha quý cô chú anh chị. Cây là hũ bóp đều có đầy đủ hết trơn quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 70. Tán rộng của cây là 60. Cái hoành của cây là 17 hoành. Rồi cái mã số 13 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 14. Chiều cao của cây là 90. Tán rộng của cây là 60. Cái hoành của cây là 16 hoành. Sổ đế là 45. Rồi cái mã số 14 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 500k, bao ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Cây nơm đế cao. Dạ. Tàn rất là đẹp anh chị em. Dạ. Theo cái đỏ red visa mã số 15. À. Một đấy. Nở dàn chân rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 70. Tán rộng của cây là 55. Hoành của cây là 18 hoành. Sổ đế là 45. Cái mã 15 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 16. Cẩm thạch tím siêu hoa, cây vô dây quý cô chú anh chị. Cây đã dần nữa cho quý cô chú anh chị mình là hai nước dây rồi nha. Tài tán đâu là về mình cứ bấm tỉa mình chơi thôi nha. Chiều cao của cây 70. Tán rộng của cây 70. Hoành eo của cây là 16 hoành. Đấy cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Mã số 16 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 17. Rồi có tím lửa, red visa và trắng tiết quý anh chị. Ba màu của cô chú anh chị. Màu nào cũng siêu bông cũng đẹp chứ quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 90 quý cô chú anh chị. Tán rộng của cây là 70. Cái hoành của cây là 15 hoành. Sổ đế của cây là 40. Mã số 17 này xin giao lưu cô chú anh chị mình giá là 400k. Bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 18. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây là 50. Tím siêu bông một rễ à. Dạ. Hoành của cây là 13 hoành. Sổ cái đế là 45 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 18. Mã số 18 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 400k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ.
mã số 19. Cẩm thạch tím siêu hoa của chú anh chị ạ. Chiều cao của cây 60. Hoành của cây 14 hoành. Rồi cái mã số 19 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 20, cây trắng tiết một rễ của cô chú anh chị, rất là lực cây luôn nha. Cây này về mình vô nhẹ cái dây cái tàn cái là rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây 80. Tán rộng của cây 60. Hoành eo của cây là 17 hoành. Rồi mã số 20 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 21. Chiều cao của cây 60. Tán rộng của cây 55. Cái hoành của cây là 19 hoành. Rồi cái mã số 21 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 22. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây 80. Hoành của cây là 17 hoành. Mã số 22 này xin giao lưu với quý anh chị mình giá là 500k, bao phí ship toàn quốc với quý anh chị mình luôn ạ. Cây mã 22 này sổ đế là 45. Khi đi là nguyên chậu vậy luôn quý anh chị. Mã số 23. Chiều cao của cây 80. Tán rộng của cây 50. Hoành của cây là 13 hoành. Mã 23 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Cây trắng tuyết của anh chị em. Dạ. Ở vô đây tự nhiên bắt ngon tiếu ông này. Số 24. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây 70. Cái hoành của cây là 12 hoành. Rồi, mã số 24 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Nườm đế rất là đẹp anh chị. Dạ. Mã số 25. Cây này vô nghệ thuật ha. Dạ. Nó có cái cành rơi rất là đẹp anh chị em. Chiều cao của cây là 70. Cái tán rộng của cây 60. Cành rơi của nó là 45 quý chú anh chị. Cái hoành chỉ có 12 hoành quý chú anh chị. Rồi mã số 25 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là số 25 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 450k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây này nghệ thuật quý anh chị em. Dạ. Mã số 216. Chiều cao của cây 60. Tán rộng của cây 50. Hoành của cây là 10 hoành. Sổ đế của cây là 40. Mã số 26 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Cây rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 27, cây 3 màu của chú anh chị. Đỏ rép visa, tím lửa và trắng tiết. Kẹo nụ chứ. Dạ. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây là 50. Cái hoành của cây là 20 hoành. Mã số 27 này xin giao lưu của cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 28, cẩm thạch tím siêu hoa.
chiều cao của cây là 90, tán rộng của cây là 60, hoành của cây là 18 hoành, mã số 26, mã số 26 em xin giao lưu với chúng. Ủa, mã số 28, số 28 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 350k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Thêm lên cái mã số 29. Tím siêu bông một rễ bonsai của anh chị em. Kẹo búp hết trơn. Chiều cao của cây 80. Tán rộng của cây 50. Cái hoành của cây là 12 hoành. Sổ đế của cây 45. Cái mã 29 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 30. Tiếp chiều cao của cây là 60. Tán rộng của cây 50. Cái hoành của cây là 14 hoành. Mã số 30 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị mình luôn ạ. Cũ như trái banh luôn của cô chú anh chị. Mã số 31. Hai màu, tím nửa và trắng tuyết. Dạ. Chiều cao của cây 70. Tán rộng của cây 40. Đế à, quất là quái của anh chị. Hoành của cây là 12 hoành. Sổ đế của cây là 40. Và mã số 31 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 32. Hai màu, tím siêu bông và tím lục bình. Dạ. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây 60. Hoành của cây là 12 hoành. Rồi, mã số 32 này xin giao lưu với chú chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc của chú chị mình luôn ạ. Mã số 33. Một màu tím siêu bông. Rất là đẹp như quý cô chú anh chị. Đế sổ. Chiều cao của cây là 75. Tán rộng của cây là 45. Hoành của cây là 15 hoành. Sổ đế của cây là 45. Mã số 33 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình giá là 400k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 34. Chiều cao của cây là 60. Tán rộng của cây 50. Trắng tuyết của anh chị em. Dạ. Hoành của cây là 12 hoành. Sổ đế của cây là 40. Rồi, cái mã số 34 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 300k, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 35. Hai màu, tím siêu bông và tím lục bình. Dạ. Cây bộ đê rất là đẹp luôn của chú anh chị. Tím lục bình thì hoa nó nhạt và cái cánh nó to. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây là 60. Hoành của cây là 13 hoành. Cái mã 35 này xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 350k, bao ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Cái mã số 36, mã số cuối clip của ngày hôm nay. Cây cẩm thạch tím siêu bông bonsai. Một rễ. Chiều cao của cây là 70. Tán rộng của cây 70. Cây đang đâm nụ nha quý anh chị em. Dạ. Hoành của cây là 14 hoành. Mã số 36 này xin giao lưu chú anh chị mình giá là 400k, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn ạ. Dạ, cuối clip thì em mong được sự ủng hộ quý của chú anh chị trong clip của ngày hôm nay, thì xin chân thành cảm ơn quý của chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Minh Phú nha. Dạ.